Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần lực của Phật và sức căn lành của mình quán sát mười phương khắp Pháp giới, muốn khai thị hạnh Bồ Tát, muốn tuyên nói cảnh Bồ Đề của Như Lai, muốn nói cảnh giới đại nguyện, muốn nói kiếp số của tất cả Như Lai, muốn nói chư Phật tùy thời xuất hiện, muốn nói Như Lai tùy căn thành thục của chúng sinh mà xuất hiện, khiến cho họ cúng dường. Muốn biết rõ như lai ra đời, Công không luống qua, muốn biết rõ sự gieo trồng căn lành sẽ được quả báo, muốn biết rõ đại oai đức của Bồ Tát vì tất cả chúng sinh hiện hình thuyết pháp, khiến cho họ khai ngộ mà nói kệ rằng: Các vị nên hoan hỷ xả lìa hết các cái một lòng cung kính nghe các hạnh nguyện Bồ Tát, thuở xưa các Bồ Tát tối thắng nhân sư tử như các ngài tu hành, tôi sẽ lần lượt nói cũng nói các kiếp số thế giới và các nghiệp cùng với đấng vô đẳng xuất hiện ra nơi đời như vậy phật quá khứ đại nguyện hiện ra đời vì chúng sinh diệt trừ các khổ não ra sao tất cả luận sư tử tiếp tục tu viên mãn được pháp phật bình đẳng tất cả cảnh giới trí thấy được đời quá khứ tất cả nhân sư tử phóng lưới đại quang minh chiếu khắp mười phương cõi, suy ngẫm phát nguyện này, tôi sẽ làm đèn sáng, đầy đủ Phật công đức, mười lực nhất thiết trí. Tất cả các chúng sinh tham sân si thiêu đốt, tôi sẽ cứu thoát họ, khiến diệt khổ đường ác, phát thệ nguyện như vậy, kiên cố không thối chuyển, tu đủ hạnh Bồ Tát, được mười lực vô ngại thệ nguyện như vậy rồi tu hành không thối khiếp việc làm đều không hư nói tên luận sư tử ở trong một hiền kiếp ngàn phật hiện ra đời hết thảy phổ nhãn đó tôi sẽ lần lượt nói như trong một hiền kiếp vô lượng kiếp cũng vậy phật hạnh vị lai đó tôi sẽ phân biệt nói như một loại cõi phật vô lượng cõi cũng thế đấng thập lực vị lai nay tôi nói các hạnh phật lần lượt ra đời tùy nguyện tùy danh hiệu tùy theo được thọ ký tùy theo sự thọ mạng tùy sự tu chánh pháp chuyên cầu đạo vô ngại tùy giáo hóa chúng sinh tránh pháp trụ thế gian tùy sự tịnh cõi phật chúng sinh và pháp luân diễn nói thời phi thời